Xin kính chào tất cả các bạn. Hiện bây giờ là 4 giờ 5 phút chiều thứ sáu. Hôm nay là ngày 23 tháng 8 năm 2024. Mình đang ngồi uống trà đá nghỉ giải lao trong giờ làm việc. Xin bỏ ra vài phút giải trí thời sự đến với tất cả các bạn. Trước tiên cũng như thường lệ, xin mời toàn thể tất cả các bạn cùng uống trà đá. Và xin phép các bạn cho mình uống một miếng trà đá. Cộng sản Việt Nam nó đu dây. Nó đu dây nhưng mà nó dùng từ đó là ngoại giao cây tre. Đó, đây là cái ống hút để uống, ống hút nhựa để uống cà phê. Đó, các bạn nhìn cái cây này các bạn tưởng như cây tre. Đó. Tại vì cọng dây là nó văng ngang vậy nè, phải không? Lúc đó thì nó đu qua bên đây Tàu. Ở lúc thì nó đu qua bên đây Mỹ, châu Âu, không, nhảy như nhảy tật găng vậy đó, đu dây. Đó thì bây giờ nó không có muốn dùng cái từ đu dây, nghe nó tự ái dân tộc quá. Đó, nó làm thành cây tre, cọng dây, nó biến là thành cây tre. Đó thì bắt đầu hả, cây tre đó nó nghiêng. Đó, giả sử đây là cây tre phải không? Nó nghiêng qua bên đây là qua bên Tàu nè. Đó. Khi nào mà thằng Tàu mà chơi ăn hiếp, nó đàn áp cướp biển, cướp đảo, cướp biển đồ gì đó, chơi ăn hiếp nó, đó là bắt đầu nó uống qua đây cây tre của nó, uống qua thằng Mỹ. Đó, ngoại giao cây tre thì nó cũng như là đây là cái cọng dây nè, đu dây nè, lúc thì đu qua bên đây là thằng Tàu, lúc thì đu qua đây là thằng Mỹ, châu Âu vậy đó. Mấy cái đám dư luận viên ở bên Việt Nam nó có cái giới hạn, mà người dân ở Việt Nam của mình sống ở trong cái nước Việt Nam cũng giới hạn. Khối châu Âu nó có nhiều quốc gia, nó tụ lại thành một cái khối châu Âu. Còn nước Mỹ thì nó có nhiều tiểu bang, nó tụ lại thành một cái nước Mỹ. Ở bên châu Phi nó có nhiều quốc gia bên châu Phi, nó thành lại một châu. Rồi ở bên châu Mỹ, Nam Mỹ đồ cái này, người ta là những cái nước lớn không mà, còn Việt Nam của mình là một cái con cá bé. Một cái con cá bé thì không thể nào mà chống chọi mà chơi lại với một tỷ mấy dân của cái thằng Tàu Cộng. Đó thì thằng dư luận viên nó có giới hạn, trong thẳm sâu trong lòng những cái thằng dư luận viên là nó biết được Việt Nam của mình là một cái con cá bé. Đó thì các bạn để ý đi. Không bao giờ mà có cái thằng dư luận viên nào mà ở Việt Nam mà nó dám lên tiếng mà nó so sánh giữa Việt Nam của mình với Tàu. Không bao giờ nó lên tiếng về cái sự nguy hiểm của thằng Tàu, là nó là một cái thằng kẻ thù phương Bắc của dân tộc Việt Nam của chúng ta. Các bạn đừng có quên đó, trước đây ông cha đời vua chúa của chúng ta đó, thằng Tàu nó đã đô hộ Việt Nam của chúng ta tới 1.000 năm. Nó đô hộ dân tộc Việt Nam của chúng ta tới 1.000 năm. Các bạn nghĩ thời đại bây giờ nó văn minh, nó tinh vi, nó thâu tóm Việt Nam của mình không cần phải giao gom kiếm súng gì hết á. Mà cái đám cộng sản Việt Nam cái ở ngoài cái lăng Ba Đình, nó chỉ có khôn nhà dạy chợ. Đó thì cái tụi dư luận viên nó thẩm sâu trong lòng, trong cái bộ óc bộ não của tụi nó là nó biết. Đó, thay vì nó đem cái đất nước Việt Nam của mình ra nó so sánh với thằng Tàu, nó không dám so sánh, là tại vì sống ở Việt Nam là nó có giới hạn. Báo chí của Cộng sản Việt Nam, đảng viên của Cộng sản Việt Nam, đại biểu trong Quốc hội mà nó không dám mà dùng cái từ mà Tàu Cộng, nó không có dám dùng cái từ Bắc Kinh, chỉ có dùng cái từ là người nước ngoài. Thì cái thằng tụi dư luận viên nó làm cái tụi nó làm cái thớ gì mà nó có dám tư cách mà nó dám bình luận so sánh giữa Việt Nam và nước Tàu. Đầm ra cái tối ngày cái nó kiếm chuyện, nó quay qua nó nói: ôi, qua bên Mỹ tưởng cái gì, qua bên Mỹ làm như trâu như chó, qua bên Mỹ toàn là mua nhà trả góp không à, coi chúng tao ở Việt Nam là ai cũng làm chủ nhà ở Việt Nam, đâu có nhiều homenet đâu, chỉ có người bán vé số thôi chứ không có nhiều người hôm nét. Coi Việt Nam tao nè, về Việt Nam hả, tối ngày đi qua quán uống cà phê ăn ở không không à. Một cái quốc gia các bạn thấy, Nhật Bản, Nam Hàn
con của người ta làm một ngày mười mấy tiếng, còn công dân ở ở trời Âu trời Tây người ta làm một ngày trung bình 8 tiếng. Khẩu hiệu của nó lúc nào cũng lao động là vinh quang, lang thang là chết đói. Mẹ, lao động là vinh quang, lang thang là chết đói, mà tại sao tối ngày cứ khoe là cái đám dư luận viên tối ngày lúc nào cũng khoe là ở Việt Nam ăn ở không, lang thang, ăn ở không tức là lang thang. Các bạn biết không? Cho nên á, mấy cái người dư luận viên á, họ giới hạn, họ không thể nào mà họ đem ra những cái sự mà nguy hiểm của cái bọn tàu để mà họ chia sẻ cho người dân của mình có kiến thức để mình cẩn thận, mình cảnh giác. Nó không có đơn giản như các bạn nghĩ đâu. Các bạn cứ nghĩ đi, ở bên nước tàu á, nó có dân số của nó nhiều nhất ở trên thế giới. Đúng ra đó, dân số của nó nhiều, dân số của nó tiêu thụ mạnh thì nó nên nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam của mình nhiều hơn là mình nhập vào nó. Mà các bạn thấy năm này qua tháng nọ không? Việt Nam của mình nhập hàng của nó nhiều hơn hàng của mình. Mà cái đám báo chí cộng sản Việt Nam độc quyền độc tài nó thông tin một chiều. Mẹ, tối ngày nó dễ gồng dễ gắn, nó đưa nào là tự hào quá, Việt Nam ơi chúng ta xuất nhập khẩu sầu riêng qua bên nước Tàu nhiều còn hơn là bên Thái Lan. Mà chẳng qua là thằng Thái Lan mấy chục năm nay là nó đã ăn nó ỉa rồi, mình sanh sao đẻ muộn người ta đã bán sầu riêng. Bây giờ người ta xuất khẩu sầu riêng từ Thái Lan, người ta đi bằng đường từ đường tàu sắt tốc độ cao đi qua xuyên qua nước Lào. Nước của mình mà chỉ có bắt chước ăn theo người ta thôi, sanh sao đẻ muộn. Thái Lan mà nó bán sầu riêng qua bên tàu hồi đời cu lỉ nào, nó ăn nó ỉa rồi mới tới người nông dân Việt Nam của mình. Chẳng qua mấy năm nay nó ngoại giao, nó thấy Việt Nam cứ nhập siêu của nó hoài à. Mà bây giờ nó nhìn lại nước Việt Nam của mình để nó mua cái này cái kia, không có cái gì tiêu chuẩn hết đó. Thì bây giờ thôi, nó cho đại cá sấu cái gì có, mày khả năng của tụi mày có khỉ, có cá sấu, có trái cây gì cho qua đại. Chứ bây giờ tụi tao bán xe điện Wuling qua bên mày, tụi tao bán xe điện BYD qua bên mày, tụi tao bán điện thoại Oppo qua bên mày, dây sạc pin điện tử đồ, giải sồ đồ, sắt đồng nhựa đồ bán qua bên mày, mà tụi mày không có cái gì bán lại cho tụi tụi tao, thì thấy nó cũng kỳ quá. Thôi thôi, có sầu riêng bán đại qua đi, mua ủng hộ cho mày. Các bạn biết không, ban ngày mình nói với các bạn á, ngày nào mà mình sẽ nói hoài, khi nào mà cộng sản nó giải thể cái chế độ, nó cộng giải thể cái chế độ cộng sản nó trên cái quê hương của mình thôi, chứ ngày nào mà cộng sản mà nó còn hiện diện ở trên cái quê hương của mình đó, là đất nước Việt Nam của mình sẽ điêu tàn. Các bạn nên nhớ á, thằng Trung Quốc á, nó không có tốt lành gì á, mà nó cho Việt Nam của mình nó xây hàng tỷ tỷ Mỹ Kim để xây một cái phi trường Long Thành. Nó không có tốt lành gì, nó bỏ ra 70 tỷ Mỹ Kim để mà nó xây cho Việt Nam của mình là một cái đường tàu sắt tốc độ cao. Mà trước đây là nó xây, Trung Quốc nó cho Việt Nam mình Hà Nội dây xây cái tuyến đường ga tàu điện Hà Đông Cát Linh, nó đang còn trả góp, đang còn nợ nần nữa. Nó không có tốt lành gì đâu. Chẳng qua đó là ở Việt Nam của mình có nhiều mỏ đất hiếm nè, có mỏ dầu nè, mỏ cát trắng nè, cây gừng gỗ đồ, Việt Nam của mình nó tài nguyên rất là nhiều. Nó cho mình dây, nó qua đó là nó gửi nhà thầu của qua, nó lấy đất bô xít, mấy chục năm nay nó lấy bô xít, nó cũng trừ nợ rất là nhiều. Các bạn có muốn biết hay không á, các bạn tìm hiểu những cái nước Châu Phi và những cái nước Kenya ở bên Châu Phi và Sri Lanka, người ta dây nợ nó. Rồi bên Miến Điện cũng thuộc lệ, nó cũng cũng dây nợ của thằng Trung Quốc. Dân tộc Việt Nam của mình có 100, hơn 100 triệu dân, 100 lẻ mấy triệu dân, mà bên nó 1 tỷ mấy. Mình ăn ít, lương của mình thấp, mà hàng năm á, mình nhập siêu của nó, mình nhập nhiều hơn.
Các bạn hiểu không? Thằng nghèo, thằng giàu. Mà cái thằng giàu nó có tiền á, mà nó lại xài ít. Còn mình là cái thằng nghèo, là thằng Việt Nam. Mình có 100 triệu mấy triệu dân, nó 1 tỷ mấy triệu dân, nó giàu hơn mình, lương của nó cao hơn mình. Mà mình phải bỏ ra nhiều tiền để mình nhập, nhập siêu hàng hóa của nó vào Việt Nam. À, các bạn biết tại sao nó nhập không? Nó mượn Việt Nam của mình, nó làm cánh cửa, nó làm một cái chỗ trung chuyển để mà cho nó, nhà đầu tư Trung Quốc đó, nó dọn hãng xưởng nó xuống Việt Nam của mình. Đó, bắt đầu nó đưa xe tải chở đường biển đồ qua. Bây giờ sắp tới đây là nó chuẩn bị xây cái tuyến đường tàu sắt tốc độ cao đó. Đó, nó chuyển hàng xuống Việt Nam, người dân Việt Nam, nó dùng cái người dân Việt Nam của mình gia công giá rẻ. Đó, bao nhiêu mình nhập siêu của nó vô Việt Nam, rồi bắt đầu mình gáp lại, mình dán nhãn 3G của Việt Nam vô, mình xuất nhập khẩu qua trời Tây, trời Mỹ đồ vậy đó, châu Âu, châu Mỹ đồ vậy đó. Động động mấy cái thằng dư luận viên, mấy cái kiến thức mình có giới hạn, mình không có sống ở những cái nước tư bản, mình không có hiểu được cái cách của người tư bản, người ta làm ăn như thế này thế kia, ngồi ở đó mà nền kinh tế Việt Nam phát triển 7%, Việt Nam bây giờ cái gì cũng có hết đó, cái gì cũng có, là trừ khi nào mà đồng tiền của người dân Việt Nam của mình bỏ ra đó. Việt Nam cao tốc đầy đường hết đó. Mẹ nó xây cao tốc Lạng Sơn nó qua biên giới. Nó không có tụi tàu cộng nó không có tốt lành gì mà nó bỏ ra 1 tỷ mấy mà nó xây ở bên cái phi trường ở bên Angkor Wat ở bên Campuchia. Nó không có dạy gì mà nó bỏ 2 tỷ ra mà nó xây một cái đường tàu sắt tốc độ cao đi từ ở Công Minh ở bên Trung Quốc mà đi qua bên Văn Chiên của Lào. Các bạn nên nhớ xã hội này á, không có một cái buổi ăn trưa nào là miễn phí hết. Con người thường với mình thường đây nè, bạn bè thân này nè, chơi thân từ nhỏ tới lớn nè, bao một chầu cà phê là hôm nay tao bao mày một chầu cà phê là ngày mai mày phải bao tao lại một chầu. Thằng Trung Quốc mà nó không có đơn giản mà nó bỏ tiền vô Việt Nam mà nó đầu tư đâu. Các bạn biết không, nó là một cái con tầm, nó ăn tơ, nó ăn Việt Nam mình, nó ăn từ từ, nó bao dây kinh tế Việt Nam. Đó, bây giờ các bạn thấy không, nó đi qua bên Campuchia, tụi Trung Quốc á, đầu tư của nó đi qua bên Campuchia, nó mở sòng bài. Mà phần đông á, là 80%, 90% á, dân mà đi qua bên Campuchia đánh bài á, đó là người Việt Nam của mình. Bao nhiêu ở Việt Nam của mình khoe lên, ô dạo này kinh tế Việt Nam ngon quá, tôi làm hàng triệu tỷ Việt Nam đồng. Bao nhiêu tiền đem đi qua nộp bên sòng bài ở Trung Quốc, nó thâu về. Có phải là cái đám Lăng Ba Đình cộng sản, cái đám quốc hội bù nhìn mà nó, tụi nó mà làm tay sai mà nó đưa cái dân tộc của mình lên làm nô lệ, là một cái nền tiêu thụ cho cái bọn Trung Quốc. Tụi dư luận viên ở Việt Nam nó thừa biết mấy cái người giàu ở Việt Nam. Người ta đi du lịch qua bên Thượng Hải người ta đi vô mua đồng hồ Rolex, mua hột sòn, dây chuyền, đồ hiệu hàng tỷ Việt Nam đồng. Nó thừa biết. Tụi dư luận viên nó thừa biết. Ở bên Trung Quốc dân số của nó 1 tỷ mấy, gần 2 tỷ. Nó có đi qua Việt Nam của mình nó mua đồng hồ Rolex không? Chính là người dân của mình mà sống ngay tại trên quê hương của mình mà còn không tin cái thương hiệu của mình. Trừ khi mấy cái thằng ngu kiều với mấy cái thằng mà khùng kiều á, nó bán nhà bán cửa bên Mỹ, nó có thừa tiền lắm của nó đi về Việt Nam, nó mua đồ, ba cái đồ hiệu giả, rượu giả, hộp sòn giả, Rolex giả, đồ này nọ, nó tưởng đâu là thiệt. Các bạn nhớ 5-6 năm về trước có một cái ông đại lý, ông chuyên môn mà bán hàng hiệu LG, Gucci đồ cho ca sĩ thuê, đồ dây nịt đồ này nọ.
tới một ngày mới lúc đầu báo chí đầu lăng xê đầu khen ông lắm, em nhà kinh doanh hàng hiệu rồi nghe, một cái đùng một cái phát hiện ra chả bán toàn là đồ hiệu giả không, đồ hiệu giả không. Cho nên người dân Việt Nam á, người ta muốn mua đồng hồ Rolex á, người ta không có dạy gì người ta mua tại ở Việt Nam đâu. Các bạn thấy à, ở những cái nước tư bản mà người ta giao đồ người ta bán ở trên mạng rồi là người ta uy tín lắm. Còn ở bên Việt Nam hả, các bạn bán đồng hồ Rolex à, nó hẹn các bạn ra. Ở giả bộ nó coi coi nè, tới lúc mà nó trả lại cái đồng hồ Rolex là nó móc trong túi đó cái đồng hồ giả của Made in China, nó cháo đổi. Một cái xã hội đạo đức nó suy đồi. Người Việt Nam của mình á, người ta không có mua đồng hồ Rolex, người ta không có mua mà hộp sòn đồ đắt tiền thương hiệu đâu mà người ta mua ở Việt Nam đâu. Đi qua Thượng Hải, Shanghai mua đó, mua xe xe ô tô điện Wuling, mua xe ô tô điện BYD. Đó, cái đám dư luận viên đó, nó lẩy lên mình nói mà trúng vô con tim của nó là nó sẽ dùng cái từ hơi kệ nó, kệ nó. Ở bên Mỹ cũng xài hàng Trung Quốc, ở trên thế giới 90% ở trên trái đất là ai cũng xài hàng Trung Quốc. Mẹ thằng Trần Trái Na là nó dùng cái thằng Việt Nam của mình đó, làm cái cánh tay trái, cánh tay phải, cánh tay dài cho nó. Đó, tụi nó liên danh với nhau. Đó, nó giả bộ cái chủ tịch nước Tô Văn Lâm rồi bay qua bắt tay với ông Tập Cận Bình đồ. Nhưng mà tới khi mà ông cựu tổng thống mà Donald Trump mà lỡ mà ông lên mà ông làm tổng thống mà ông quýnh thế vô 20-30% tiền nhập khẩu của nó. Đó là bắt đầu anh em của nó hẹn nhau, liên danh nhau, ngồi xuống bàn để tìm cách chạy thế. Đó, ý của mình muốn nói là như vậy đó. Thằng Trái Na nó dùng lợi dụng cái thằng Việt Nam của mình như vậy đó. Các bạn hiểu mình nói không? Đó là lý do tại sao mà mình nói đơn giản cho các bạn hiểu. Giữa con người bạn với mình lớn nhau, anh em máu mủ cùng chung gia đình đây nè, mà mình rủ thằng bạn đi uống một ly cà phê, hôm nay mình bao cho nó, ngày khác mà mình nó phải bao lại cho mình. Không nói gì cái thằng Trung Quốc mà nó nói nó thương thằng Việt Nam mà nó lo cho đảng Cộng sản mà nó cho Cộng sản dây 70 tỷ để xây cái tuyến đường tàu sắt à. Mẹ chẳng qua tụi nó hả, bây giờ nó không có còn cái mối nào nó ăn hối lộ. Mỗi một lần mà cái thầu của nó vô như vậy là nó chia năm xẻ bảy ra. Các bạn nghĩ là Thủ tướng Nguyễn Minh Chính không ăn hối lộ à? Các bạn nghĩ ông Tô Văn Lâm ăn không ăn hối lộ à? Mà tụi nó ăn hả, nó ăn còn tinh vi hơn là mấy cái thằng mà bộ ở dưới cấp dưới của nó nữa. Mà tiền của nó là chuyển qua bên hả thị sĩ đồ này nọ. Các bạn thấy ở bên Nga không? Trước khi mà quân đội của Nga nó xâm lăng thằng Ukraine đó, tướng lãnh thằng nào năm sau cũng quay phong đó, thủ lãnh đó hả, Burisan của thủ lãnh lính đánh thuê đồ, Wagner đồ, thằng nào cũng hả chân chính đàng hoàng. Mà tới đánh ra rồi xâm lăng người ta rồi mới khui ra biết được là ở trong cái bộ mà tư lĩnh bộ quốc phòng của thằng Nga hả, nó ăn hối lộ từ trên nó ăn xuống. Mà nó ăn bên Ukraine nó cũng ăn hối lộ, nhưng mà nó ăn một vài phần trăm nhỏ, nó ít. Trên thế giới hầu như nước nào kể cả Mỹ nó cũng có hối lộ, nhưng mà cái hối lộ của người ta nó không có đến cái độ nó nguy hiểm. Các bạn biết không, nó nguy hiểm ở cái chỗ á, bây giờ á là nó bỏ tiền ra, nó nói bây giờ ông Tô Văn Lâm ông ra lệnh ông đừng có cho mà bên phía của bên đảng của ông mà tranh giành hải lý biển đâu nữa, im đi, tôi chuyển qua mà vài cái Bitcoin qua bên ngân hàng thị sĩ cho ông. Các bạn nghĩ Tô Văn Lâm lên ăn không ăn hối lộ à? Mẹ ngựa nó quay về đường cũ. Lúc mà nó còn làm thời bộ công an là nó ăn nhỏ. Bây giờ nó lên chức lớn mà các bạn nghĩ. Mẹ cái nền đạo đức của thằng Việt Nam.
cái thằng con người á, người ta nói là giang sơn á dễ đổi á, bản tánh á không, giang sơn á thì bạn dời được mà bản tánh á không thay đổi được. Các bạn nghĩ nghĩ ôi hồi đó là Tô Văn Lâm là bộ công an, nó không ăn hối lộ đâu. Bây giờ nó lên, hồi đó nó là bộ chức nhỏ, nó ăn nó không biết, nó không ăn. Bây giờ nó lên chức lớn rồi, nó phải giữ mặt mũi cho đàn anh đảng của nó đồ này nọ, nó không dám ăn đâu. Mẹ nó ăn còn quá cha luôn nữa chứ không ăn. Xin phép các bạn cho mình uống một miếng trà đã. Đó các bạn thấy không? Trước khi mà ông Tô Văn Lâm lên làm chức chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, với tóm luôn cái chức tổng bí thư á, thì lúc đó là báo chí đồ hả lăng xê đồ PR cho ông thủ tướng Nguyễn Minh Chánh lắm. Tới khi mà ông Tô Văn Lâm lên lãnh hai cái chức một cái, các bạn thấy không, là bắt đầu hả báo chí nó đâu có nhắc nhở về ông thủ tướng Nguyễn Minh Chánh nữa đâu, chìm luôn. Mẹ cái thằng cụ chủ tịch gì ở Bắc Ninh, ở ở Thanh Hóa đó, nó ăn hối lộ 14 tỷ Việt Nam đồng mà bây giờ hả nó đang đáp máy bay an toàn. Báo chí nó chỉ có viết cái tựa đề là đề nghị đem ổng ra xử thôi, chỉ có đề nghị thôi chứ chưa có xử. Còn mà đảng của nó ăn hối lộ hả, mới lúc đầu nó giả bộ nó xử 6 năm, xử tới xử lui nó bớt xuống còn 2 năm. Có nhiều thằng á 2 năm á thì nó đổi là thành án treo. Mà còn con của người ta đi tu cái bờ đầu nó sợ hả, nó cô lập luôn cái ông gì, ông thầy tu Thích Minh Tuệ đó, nó nhốt, nó bắt cóc ổng, bây giờ nó treo, tù treo ổng, nó cô lập ổng luôn. À, cái ông khầy ăn thịt chó cũng vậy. Để nó thấy ông đó trước đây các bạn thấy có cái clip ổng lên ông chửi ông mấy ông Thích Trân Quang, Minh Tánh gì đó, ông chửi quá chừng nặng luôn. Để cộng sản nó thấy bất ổn rồi. Ông này tại vì mấy người tu nói người ta dễ nghe. Mẹ nó gài ổng vô hả cái tội mà giấy tờ giả. Bỏ tù ổng 7 năm. 8 năm ông thầy ăn thịt chó. Ok. Anh nói ổng là làm giấy tờ giả, ổng có lỗi là anh xử ổng. Tại sao đảng viên của anh ăn hối lộ cũng là ăn cắp tiền? Dùng cái tiếng hối lộ là nó dùng cho văn minh thôi, chứ ăn hối lộ nó cũng chỉ là một cái thằng ăn cướp tiền của ngân sách, tiền của quốc gia, mà tiền đó của thuế của người dân, mồ hôi nước mắt của người dân đóng vô trong cái ngân sách đó, chứ đâu phải là tiền của Cộng sản Việt Nam đâu. Mà mấy anh ăn hối lộ thì mấy anh cũng như không khác gì mấy thằng ăn cắp. Mà tại sao mấy anh được giảm tội, còn người ta thầy tu thì mấy anh chơi mẹ đưa người ta vô đường cùng, còn cái ông nội thầy Sư Thích Minh Tuệ không có làm cái gì hết đó. Chỉ có được người dân ngưỡng mộ thôi, cũng đi cô lập người ta luôn. Mày một cái xã hội kiểu gì kỳ vậy? Dân của mình thì mình đi đàn áp người ta, còn đi qua chơi với đàn anh Trung Quốc thì bị lép vế, bị người ta đè đầu cởi cổ, động động cái nói hả đi ra biển lớn đồ đó. Bây giờ chơi với thằng Trung Quốc đi ra biển lớn đó, toàn là bán sầu riêng ra cho nó không à, còn mua của nó là mẹ mua điện thoại Oppo Huawei không à. Trong khi mẹ nước Việt Nam của mình có 100 triệu dân à, người ta tới 1 tỷ mấy dân lận, mà mình nhập siêu vô vô cho 100 triệu dân của mình lại nhiều hơn là cái thằng kia 1 tỷ mấy dân, mà nó lại xài tiền ít hơn. Nó mua hàng của mình chỉ có sầu riêng vài ba món nông sản gì cho có lợi thôi. Đừng có nằm mơ mà tưởng đâu là thằng Trung Quốc mà nó tốt lành gì gì mà nó bỏ tiền vô, nó cho Việt Nam xây 70 tỷ để mà xây cái tuyến đường đó hả, đường sắt. Không có bữa bữa không có một bữa ăn trưa nào miễn phí đâu, các bạn nên nhớ điều đó. Mà câu hỏi đặt ra tại sao Cộng sản Việt Nam nó lại nôn nóng, nó muốn gấp rút để mà nó có cái tuyến đường tàu sắt tốc độ cao? Chẳng qua là thằng Trung Quốc á, là nó lúc đầu cái gì mà nó muốn mua chuộc thằng Việt Nam á, nó là con tầm, nó đang ăn tơ Việt Nam, nó muốn thằng Việt Nam á
cho nó thầu cái này cái kia. Lúc đầu á, thằng Việt Nam khôn lắm, à, không không cho tiền Trung Quốc á, nó đi chơi cái chiêu á là ok mày không cho phải không, tao có thằng Lào với thằng Campuchia. Các bạn nhớ mấy chục năm trước đây không, Việt Nam là khẳng định không cho mở casino, như chắc như đinh đóng cột vậy đó. Thằng Trung Quốc nó nói ok mày Việt Nam mày không mở cho tao mở casino hả, được. Nó dồn tiền vô nó đầu tư casino qua bên thằng Campuchia đó. Đến khi mà người dân Việt Nam của mình bây giờ hả, bán thân bán tiền bán bạc đi qua Campuchia, nó chặt tay chặt chân rồi, ôi nó cho vay nợ gì, nó bắt cóc rồi, nó bắt chuộc cái gì tùm lum tùm la đó đó. Thì bên phía Cộng sản Việt Nam nó nhìn như vậy á, cái nước cờ binh à, nó biến lối đó, thì nó mới bắt đầu nó mới thoáng ra, nó mới cho mở casino đó. Xong rồi á là nó bỏ tiền qua bên Lào á, nó xây một cái tuyến đường tàu tàu sắt tốc độ cao. Trước khi mà thằng Lào nó có cái tuyến đường tàu sắt tốc độ cao á, thì thằng Việt Nam á, nó không có nôn nóng. Các bạn theo dõi báo chí 5-6 năm trước đi, trước khi mà thằng Lào nó có cái tuyến đường tàu sắt tốc độ cao á, thằng Việt Nam nó không có cạnh tranh đó. Cái khi mà thằng Trung Quốc nó bỏ tiền nó đầu tư vô thằng Lào, nó xây một cái tuyến đường tàu sắt tốc độ cao từ ở tỉnh Côn Minh ở Trung Quốc á, đi xuống thủ đô của Lào là thủ đô Văn Chiên của Tàu, à, xin lỗi, thủ đô Văn Văn Chiên của Lào đó. Xong cái thằng Thái Lan á, nó mới nhìn qua bên Lào có cái tuyến đường sắt tốc độ cao đó, ngon quá ngon quá. Nó tại vì Thái Lan nó bán hàng qua Trung Quốc là nông đồ sầu riêng đồ trái cây đồ gì đó đó, nó chở đi qua tới thủ đô Văn Chiên của Lào, nó để lên cái xe, xe tàu sắt tốc độ cao đó, nó chạy một cái dù đi qua bên công binh bán hàng hóa sầu riêng qua qua bên cho Trung Quốc bằng cái tuyến đường tàu tàu sắt tốc độ cao ngon quá. À, thằng Việt Nam nó thấy như vậy, nó muốn cạnh tranh, nó bắt chước theo. Các bạn biết không, tức là thằng Trung Quốc á, là nó dùng cái thằng Lào thằng Campuchia thằng Miến Điện nó binh cái con cờ. Thì thằng Việt Nam á, nó bí lối thì cái gì nó cũng cuối cùng á, là nó cũng phải dâng theo. Việt Nam của mình có rất là nhiều tài nguyên, nó cho dây qua gọi hạ là nó lấy hạ chắc bô xít đất hiếm đồ là nó chịu nợ hết, là cắt trắng rồi xăng dầu đồ quá chừng luôn, nó lấy nó chịu nợ chứ không có tốt lành gì mà thằng Trung Quốc mà nó đầu tư vào Việt Nam đâu đó. Thì bây giờ thằng Trung Quốc á, nó dùng cái thằng Việt Nam của mình để làm cái cánh cửa đó, nó luồn hàng qua. Mai mốt ông tổng thống mà cụ tổng thống Donald Trump ông lên ông làm tổng thống, phải không? Lỡ như ổng lên, mình không có chắc chắn là ổng có lên hay không, nhưng mà giả sử ổng lên đi, ổng lên là ổng sẽ kết cái thằng Tập Cận Bình. Ổng nói bây giờ mà hàng hóa của mày mà nhập vô nước Mỹ á là tao phải đánh thuế mày giá cao. Bắt đầu cái thằng Tàu á, là bắt đầu nó dụ thằng Việt Nam, ê Việt Nam ơi, Tô Văn Lâm em đi qua bên Mỹ, gửi phái đoàn đi qua bên Mỹ, em năn nỉ nó công nhận em là một cái quốc gia kinh tế thị trường đi, để cho anh gửi hàng xuống em bán giùm anh. Đấy, tụi Tàu tụi châu Á để nó chơi hả, nó chơi điếm đàn như vậy không à. Cho nên á, mình nói từ đầu video mình nói cái ý của mình muốn nói trong nội dung này, mấy cái thằng dư luận viên á, nó thừa biết là cái mối nguy hại của đất nước Việt Nam của mình đó. Ngày xưa đó là thằng Tàu nó đã từng hả đô hộ mình 1.000 năm, nó không có bỏ xuông đâu, nó không có bỏ xuông đâu. Các bạn nên nhớ mấy cái người mà người ta làm việc lớn, mấy cái người mà người ta có cái tầm nhìn xa, người ta không có giỏi đâu. Người ta đầu tư vô 100 năm 200 năm
Chứ hồi xưa thằng Tàu nó không có tốt lành gì mà nó cho Anh Quốc dây mượn cái đảo Hồng Kông là 100 năm đâu. Các bạn thấy không? 100 năm trôi qua rất nhanh. Cho mày không có, mày tưởng đâu tao cho mày thuê cái hòn đảo Hồng Kông là mày ngon à? Ok, mày xây nhà, lầu, xe hơi, mày xây kinh tế lên Hồng Kông đi. Tới 100 năm mà nó lấy lại từ A tới Z luôn. Thì cái thằng Việt Nam cũng vậy. Thằng Việt Nam cũng vậy. Bây giờ nó bỏ tiền vô nó xây phi trường Long Thành nè ha. À, mai mốt cái nó xây cái tuyến đường sắt tốc tốc độ cao từ ở Việt Nam đi qua Công Minh, nói qua bên thủ đô Văn Chiên của Lào, chạy lòng vòng xuống Thái Lan rồi như vậy đó. Rồi bắt đầu tương lai các bạn biết làm sao không? Nó có những cái tuyến đường sắt tốc độ cao rồi, nó có tuyến đường thủy rồi. Như như những lời dư luận viên nói đó. Ôi dạo này Việt Nam có nhiều cao tốc lắm. Mẹ nó xây cao tốc ra là để nó chở hàng quá, nó dùng xe tải, nó dùng cái mấy cái đò, nó chở hàng đi lòng vòng nó bán, chứ tưởng đâu nó xây cao tốc nó lên là cái mục đích chính đó là cho phục vụ cho người dân à. Nằm ở đó mà mơ đi. Đi xuống biên giới Lạng Sơn kìa, đi qua Hải Phòng kìa. Mẹ xe tải không mà. Dài ba bữa một cái hả là tai nạn giao thông xe tải hả, nó xe đầu kéo hả, nó đụng hả, xe cách xe 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 máy hai bánh hả, dơ dơ luôn, toàn là xe tải không à. Xe tải là chạy lòng vòng nước Việt Nam á, chở hàng quá chỗ này chỗ kia ra, chở sầu riêng ra, đem qua bên Trung Quốc rồi qua bên Trung Quốc rồi chở hàng quay lại, chở điện thoại Huawei, chở điện thoại Oppo đồ lại. Và Cộng sản Việt Nam đối ngoại với người dân Việt Nam của mình đó thì mới hà hiếp người ta, ai mà lên tiếng phát biểu nói một cái gì một cái là hạ cảnh cáo phạt người ta, bắt người ta bỏ tù. Bây giờ nó nhốt mấy cái người mà đấu tranh cho dân chủ tự do đó, nó nhốt đầy ở Việt Nam hết. Mẹ nó bắt cóc chính là người dân của nó làm con tin. Mẹ nhiều khi mình nhìn mấy cái thằng Hamas, mấy thằng khủng bố mà cái nhóm Hamas Hezbollah rồi thấy nó ác, báo chí tuyên truyền vậy chứ lại nó còn đỡ hơn Cộng sản Việt Nam. Ít ra đó là cái nhóm Hamas đó nó đi qua nó bắt cóc người Do Thái, còn Cộng sản Việt Nam của mình nó là bắt cóc chính người của mình. Bao nhiêu trẻ em bị bắt cóc bán qua Trung Quốc làm vợ buôn người, để có bao giờ mà nó có cái nghị quyết gì mà để nó mà nó chi lùng mà nó bắt nó bảo vệ biên giới mà đừng có để cho mấy cái người mà người ta buôn người của mình đi qua bên Campuchia bán phụ nữ qua đi qua biên giới Trung Quốc đồ này nọ, bán làm nội tạng đồ này kia nữa. Lỗi lỗi tại ai? Có cái chuyện gì không đúng thì đem người dân ra hạ trách móc đổ thừa là người dân thiếu hiểu biết, người dân không có kiến thức, người dân này người dân nọ. Mình là lãnh đạo của đất nước, mình làm chủ một cái ngôi nhà. Người dân có sung sướng hay không, có tự do thoải mái hay không là do chính cái bàn tay của mình lãnh đạo mình tạo ra. Tối ngày toàn là nghị quyết để bảo vệ đảng không à. Con của người ta lên chỉ có mình đeo biểu diễn đeo cái quân chương thôi mà nó hạ cắt viện trợ, cấm người ta đi kiếm chén cơm 9 tháng không biểu diễn. Ở lên ca, hoa hậu lên ca quốc ca người ta vui vẻ, người ta chỉ có nghĩ giống như ngây thơ mình nghĩ như lời Cộng sản nói là Việt Nam của mình đổi mới rồi, bây giờ mình đổi mới lời cũng đâu có sao. Trong cái bài 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 ca của quốc ca bây giờ bên Mỹ đó, các bạn thấy vô clip coi, nó làm hả cái app deepfake, nó làm ông Joe Biden nhảy nhót với lại ông Donald Trump đồ này nọ, có ai mà bắt lên làm phạt gì không? Quốc ca của Mỹ đó, mình muốn lời gì mình lời. Nó lấy cái bản bài ca quốc ca của Mỹ ra mình chuyển lời, đâu có ai nói gì mình đâu. Các bạn mới không, tại vì mấy người ta là tư bản, còn mình là cộng sản. Mình là cộng sản thì mình chấp nhận mình cộng sản đi. Cộng sản mà kêu người ta đi công nhận mình là một cái quốc gia kinh tế thị trường mà ở trong đó mình lại là độc quyền độc tài, mình đàn áp người dân của mình.
mình bắt cóc người người dân của mình. Nói thì nói lúc nào cũng yêu dân, sao dân không yêu đảng? À, có yêu đảng không? Nếu mà chứng minh yêu đảng đi, mua dùm một chiếc xe ô tô điện VinFast đi để tỏ lòng yêu đảng. Còn mà không chạy xe ô tô điện VinFast tức là không yêu đảng. Mình mong sao mai mốt người dân Việt Nam của mình ủng hộ mua xe ô tô điện Vu Linh đầy, chạy xe điện của Trung Quốc đầy đường đó, để cho cái bọn cộng sản Việt Nam, cái đám Lăng Ba Đình đó, nó mở cái con mắt ra nó thấy. Tụi mày bán nước của mày cho Tàu, tụi mày làm tay sai cho Tàu. Việt Nam ấy cũng là một cái tỉnh của Tàu. Người ta chạy xe VinFast cũng của Tàu, mà chạy xe Vô Linh hay là BYD gì cũng là của Tàu. Nếu mà thật sự ra mày biết bảo vệ bờ cõi biên giới biển đảo của tụi mày, thì tụi mày đâu có để cho người dân của mày mà nghèo khổ mà đi làm lao động lương giá rẻ. Bây giờ người ta không có tiền, người ta phải xài hàng Trung Quốc. Người ta xài hàng Trung Quốc là lỗi của cái đám Lăng Ba Đình của tụi mày, chứ không phải là lỗi của người dân. Còn mà người dân có kiến thức hay không là ăn thua tụi mày. Mẹ mấy chục năm nay không có đưa cái môn tiếng Anh vô cho người ta học. À, bây giờ thấy nhìn Singapore, nhìn Mã Lai, nhìn Phi Lật Tăng, Thái Lan, đồ những cái nước Nam Hàn, đồ người ta nói tiếng Anh như gió, kinh chuyên gia người ta nhân tài chắc xám là do người ta biết tiếng Anh. À, mình không, quốc gia của mình không có biết tiếng Anh, cho nên mình không có chắc xám. Muộn rồi con. Những cái gì mà cộng sản mà mẹ nó dự tính mà nó đưa ra là lúc nào cũng vậy, là người ta đang ăn ỉa mấy kiếp rồi. Cũng giống như các bạn cứ hình dung đi, cái điện thoại internet người ta là bây giờ là G5, G6 rồi, mà ở Việt Nam nó vẫn là xài G2, G3. À, mình biết nó mới dẹp cái G2 đây thôi, mới đây thôi, nhưng mà công nghệ thông tin của nó viết báo, nó hù dọa người ta, nó này nó nọ, chứ xuống vùng quê coi mấy người dân làm nông thợ hồ cái xài toàn là điện thoại cù bắp mẹ G2 không à. Nó mới dẹp cái G2 đây mấy tháng mà không biết nó dẹp chưa hay là nó còn đó. Thì chiều thứ sáu ngồi uống trà đá, bỏ ra vài phút giải trí thời sự đến với tất cả các bạn. Cảm ơn thời gian quý báu của tất cả các bạn, cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của tất cả các bạn. Đến đây mình phải xin dừng video trở lại ca làm. Chúc cho toàn thể tất cả các bạn thật là nhiều mạnh khỏe, vui vẻ cuối tuần. Xin chào tạm biệt. Hẹn các bạn lại chương trình kỳ sau.